Theo tục lệ, các gia đình thường nhân ngày cúng ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp đồng thời tỉa chân hương và lau dọn ban thờ. Vậy tại sao phải tỉa chân hương và nên tỉa vào thời gian nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng kênh YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp chúng ta tìm hiểu qua video sau. Tại sao phải tỉa chân hương? Theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian, bát hương là nơi để cắm hương thờ cúng Phật và các vị thần linh, ông bà tổ tiên. Còn việc thắp hương về bản chất là để giao tiếp với thế giới tâm linh, thần, Phật và linh hồn người đã mất. Vì vậy, mỗi khi cầu xin điều gì hay tưởng nhớ người đã mất, người ta thắp hương để thỉnh thần, Phật hay linh hồn người đã mất để chứng giám lòng thành và bày tỏ những điều cầu xin. Trong khi đó, ban thờ cần luôn phải gọn gàng, sạch sẽ để giữ sự thanh tịnh, chứng tỏ lòng thành kính. Vì vậy, việc dọn dẹp ban thờ và tỉa bát hương là điều cần thiết. Không nên để bát hương quá đầy, bởi sẽ cản trở vận khí, gây rác ban thờ và dễ xảy ra hỏa hoạn. Còn theo quan niệm phong thủy, ban thờ là nơi tụ khí, mà khí sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của chủ nhà. Do đó, nếu để bát hương quá đầy sẽ cản trở khí lưu truyền, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Như vậy, việc tỉa chân hương giúp cho ban thờ phong quang là điều cần thiết. Trên thực tế, bát hương để quá đầy, nhiều chân hương sẽ làm cho ban thờ bị rác, rườm rà, gây cảm giác bừa bộn. Mặt khác, quá nhiều chân hương, lớp mới chồng lên lớp cũ sẽ khiến việc cắm hương khó khăn. Đó là chưa kể khi thắp hương, tàn hương rơi xuống có thể làm cháy bát hương, không những gây tâm lý bất an cho gia chủ vì lo sợ báo hiệu điềm xấu mà còn rất dễ gây hỏa hoạn. Có người còn quan niệm, việc bát hương đầy khiến khi thắp hương, chân hương mới không cắm được xuống mặt tro của bát hương sẽ làm mất sự linh ứng trong việc thắp hương. Như vậy, dù với bất cứ quan niệm và phong tục nào thì việc dọn dẹp, sửa sang bát hương và tỉa chân hương cũng là điều nên làm. Tỉa chân hương vào ngày nào? Theo quan niệm của Phật giáo thì suy cho cùng, bát hương và việc thắp hương không phải là vật thần bí hay linh thiêng mà chỉ là vật trung gian để tiếp dẫn thế giới tâm linh với trần thế. Vì thế có thể tỉa chân hương bất cứ lúc nào, bản thân nhà chùa cũng thường xuyên tỉa chân hương. Ở những chùa có nhiều người đến lễ bái, nhà chùa còn tiến hành tỉa chân hương hàng ngày. Thậm chí, ở những nơi thờ tự có quá đông người đến lễ vào dịp đầu năm, cuối năm hay lễ hội, người ta còn rút chân hương liên tục để tránh đầy bát hương. Có nơi người đến lễ vừa cắm hương xong, nhà chùa, nhà đền đã rút ngay cả khi hương còn đang cháy, để vừa tránh đầy bát hương, vừa tránh khói hương xông đầy nội tự gây ngột ngạt. Như vậy, theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian, thì có thể rút tỉa chân hương bất cứ lúc nào. Có thể tỉa chân hương và dọn dẹp ban thờ vào bất cứ ngày nào. Tuy nhiên, đối với các gia đình chỉ thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 và những dịp cúng dỗ, bát hương lâu đầy thì thường tỉa chân hương mỗi năm một lần vào dịp lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Cũng có người nhân dịp những ngày dỗ chạp lớn thì tiến hành tỉa chân hương. Còn theo quan niệm của nhiều người và nhiều vùng thì từ ngày 23 tháng Chạp đến 30 Tết là thời gian thích hợp để tỉa chân hương và dọn dẹp ban thờ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi kênh YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp đã chia sẻ với quý vị và các bạn về tục tỉa chân hương. Hy vọng đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về tập tục này. Nếu quý vị thấy hay, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Nhân đây chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tại xưởng Đồ Thờ Đức Hiệp, địa chỉ số 10 đường Đình Hát, thôn Hàn, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội có nhận tạo tác tượng, kích thước và loại gỗ theo yêu cầu. Ngoài ra chúng tôi có nhận tư vấn thiết kế thi công điện thờ Tam Tứ Phủ. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ. Số điện thoại 0879 555 111, website đồthờđứchhiệp.com, fanpage Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.